Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy ngày 14 tháng 1 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh với những nội dung chính sau đây. Nhiều con đường mới hoàn thành giúp hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối liên vùng, nội vùng, tạo sức bật mới cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm mới 2023. Tiếp tục bao phủ vaccine phòng COVID-19, đảm bảo miễn dịch cộng đồng bền vững, giúp phòng ngừa phát sinh làn sóng dịch do các biến thể mới gây ra. Gìn giữ nét đẹp văn hóa cổ truyền của dân tộc trong ngày ông Công ông Táo. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại điểm cầu Quảng Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hạnh dự hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động người có công và xã hội năm 2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2022, ngành lao động thương binh và xã hội hoàn thành 6 trên 6 chỉ tiêu Quốc hội Chính phủ giao, tập trung thực hiện các biện pháp đảm bảo việc làm, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, hỗ trợ thu hút người lao động quay trở lại làm việc, khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ tại một số địa phương, đảm bảo thực hiện chế độ cho người có công, người cao tuổi, người khuyết tật. Đời sống của người nghèo từng bước được cải thiện, nâng cao. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, năm 2023, ngành lao động thương binh và xã hội tiếp tục cụ thể hóa chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, hoàn thiện các cơ chế chính sách, tạo hành lang pháp lý, môi trường thông thoáng để người dân doanh nghiệp tiếp cận tốt nhất với các chính sách về lao động việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung phát triển thị trường lao động chất lượng cao, tiếp tục làm tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, xây dựng và phát triển hệ thống an sinh xã hội hiện đại, đa tầng, bao trùm, bền vững, dựa trên việc tiếp thu mô hình của quốc tế phù hợp. Đẩy nhanh các chương trình giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng đất nước hùng cường thịnh vượng, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đoàn công tác của tỉnh do Đại tá Khúc Thành Dư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn, vừa thăm tặng quà chúc Tết cấp ủy chính quyền nhân dân và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Cô Tô. Chúc mừng những thành quả huyện Cô Tô đạt được trong năm 2022, đồng chí mong muốn địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra để phát triển nhanh bền vững hơn. Trong đó chú trọng phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, các đơn vị lực lượng vũ trang duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Nhân dịp này, đoàn đã thăm chúc Tết trao quà của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cho một số gia đình chính sách trên địa bàn. Cùng ngày, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng tổ chức chương trình Xuân biên cương Tết hải đảo thắm tình quân dân năm 2023. Trao quà Tết cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô. Nhờ sự quan tâm của tỉnh, ưu tiên nguồn lực đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, cùng với các công trình trọng điểm kết nối liên vùng và nội vùng, thì nhiều công trình kết nối liên thôn liên xã hoàn thành trong năm 2022 vừa qua đang tạo sức bật mới cho phát triển kinh tế xã hội, nâng cao mức sống người dân các vùng miền trong tỉnh. Là một trong những công trình đầu tiên hiện thực hóa nghị quyết 06 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh của huyện Hải Hà, tuyến đường hơn 8 km kết nối quốc lộ 18A đến trung tâm xã Quảng Sơn vừa hoàn thành mở rộng và thảm nhựa mặt đường, trong niềm vui mừng của bà con nhân dân. Tỉnh Quảng Ninh đã quan tâm đến cuộc sống của người miền núi, xây dựng cái con đường từ bê tông sang đường nhựa ấy thì đã tạo cái điều kiện giao thương hàng hóa cho nhân dân. Ở giờ này thì chúng tôi đón cái xuân của năm 2023 được rất là khang trang. Trong hai năm 2021 và 2022, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện 102 dự án đầu tư hạ tầng giao thông do ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư. Trong đó, 20 dự án hiện thực hóa nghị quyết 06 và 82 dự án thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới. Cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của tỉnh, các địa phương cũng đã chủ động cân đối nguồn vốn nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương và sinh hoạt của nhân dân.
có đường liên thông với các xã với nhau như thế này thì bà con đường đi nối lại buôn bán thì cũng thuận tiện hơn nhiều. Như trước bà con là đi đường vòng ở đằng kia, đi theo cái đường vòng ở ngoài kia vào, nhưng bây giờ đường ngõ nó thông thoáng hết như thế này ấy. Cái đường này đi lại nhiều, như quán xá mà buôn bán như này cũng đông khách hơn rất là nhiều. Với hạ tầng giao thông ngày càng được đồng bộ, các tuyến đường liên thôn, liên khu đến đường liên xã, liên huyện được nâng cấp mở rộng, qua đó tạo diện mạo mới cho các vùng nông thôn, miền núi, biên giới, kéo giảm khoảng cách với các khu vực đô thị. Từ ngày làm con đường này, nó thay đổi rất nhiều, nhất là về vấn đề cái sinh hoạt của nhân dân. Và các cháu đi học đã được trên con đường mới này. Và chúng tôi ở đây được hưởng thụ, nhân dân chúng tôi rất phấn khởi, hân hoan để bước sang cái kế hoạch năm 2023 này. Các dự án hạ tầng giao thông kết nối liên vùng và nội vùng được hoàn thành trong năm 2022 vừa qua đã mang xuân về sớm hơn với nhân dân các địa phương. Tất cả đều phấn khởi, chuẩn bị đón năm mới hứa hẹn nhiều thành công, thắng lợi mới. Tết Nguyên đán 2023, bên cạnh đào quất, người dân trên địa bàn tỉnh còn có thêm quyền lịch chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh 30 tháng 10 1963, 30 tháng 10 2023. Đây là món quà tặng miễn phí cho nhân dân trên địa bàn tỉnh trước thềm xuân mới. Điều này không chỉ mang giá trị về vật chất mà còn góp phần quan trọng động viên tinh thần, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, truyền thống đoàn kết, kỷ luật và đồng tâm của đất mỏ trong suốt quá trình xây dựng và phát triển. Những ngày này, sắc xuân đang tràn ngập các vùng miền của tỉnh. Sắc xuân như càng được tô đậm hơn trên từng cuốn lịch, chúc mừng năm mới của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh được trân trọng chuyển tặng đến từng hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Những hình ảnh trên từng tờ lịch đều là những dấu ấn quan trọng trong tiến trình 60 năm phát triển của tỉnh. Nét đẹp, giá trị văn hóa con người của Quảng Ninh được hun đúc qua nhiều thế hệ với truyền thống kỷ luật và đồng tâm, thể hiện niềm tin, khát vọng của các thế hệ cán bộ nhân dân về một Quảng Ninh phát triển giàu đẹp. Thay mặt gia đình cũng chân thành cảm ơn sự quan tâm của tỉnh cũng như của chính quyền địa phương, thì cũng có cái sự quan tâm để động viên gia đình trong dịp đón Tết xuân về, thì cũng gia đình cũng rất là phấn khởi và hạnh phúc. Không chỉ đơn thuần là quà tặng của tỉnh đối với nhân dân mà cuốn lịch còn mang ý nghĩa sâu xa là sự tri ân của tỉnh đối với toàn thể nhân dân. Những thành quả tỉnh đạt được trong suốt 60 năm qua chính là thành quả của mỗi thế hệ nhân dân Quảng Ninh đã không ngừng nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, vươn lên trong lao động, sản xuất, và mỗi người dân Quảng Ninh phải được hưởng lợi từ những thành quả đó. Trong năm 2022 thì tỉnh đã quan tâm đầu tư đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, đi lại là hết sức là thuận lợi, góp phần phát triển giao thông, du lịch, kết nối các cái vùng miền. Rồi thì tỉnh cũng rất là quan tâm đầu tư xây dựng các cái công trình như là nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, cho công nhân lao động. Đấy là cái sự kiện mà người dân chúng tôi rất là cảm thấy rất là tâm đắc, rất là phấn khởi và hết sức tin tưởng vào sự lãnh đạo của tỉnh. Thì chúng tôi cũng mong là sang năm 2023 thì sẽ tiếp tục là một năm nhiều phát triển đột phá, sức khỏe hạnh phúc của nhân dân tiếp tục được chăm lo. Nối dài những chính sách dành cho người vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở trên địa bàn, thì trong năm 2022 tỉnh nhất là quan tâm đầu tư các cơ sở hạ tầng và hỗ trợ người dân được vay vốn ưu đãi để phát triển các mô hình kinh tế giảm nghèo bền vững. Phải nói đây là tất cả mọi chủ trương quyết sách của tỉnh hướng tới đều là hạnh phúc của nhân dân. Đích đến của mọi chính sách phát triển vẫn là vì nhân dân phục vụ, vì cuộc sống ấm no, bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Bên cạnh niềm vui hân hoan đón xuân Quý Mão, mỗi người dân đều kỳ vọng vào sức xuân mới của Quảng Ninh. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam cũng như Quảng Ninh đang được kiểm soát rất tốt, thế nhưng tại nhiều quốc gia trên thế giới, các làn sóng dịch mới vẫn đang hình thành. Các biến thể mới, gần đây nhất là XBB và XBB.1.5 cũng đã được ghi nhận tại Việt Nam. Và để kiểm soát tốt dịch bệnh, thì việc đảm bảo miễn dịch cộng đồng bền vững nhờ vaccine vẫn là giải pháp tiếp tục được ngành y tế tích cực triển khai. Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, song việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 vẫn được ngành y tế Uông Bí tranh thủ triển khai. Hơn 300 mũi tiêm đã được thực hiện cho các đối tượng là người dân trên địa bàn thành phố, trong đó có nhiều người lao động đang làm việc tại khu di tích danh thắng Yên Tử.
Về ngành du lịch thì nó cũng đã bắt đầu phục hồi lại rồi. Do đó thì khi mà được tiêm về COVID-19 thì thứ nhất là phòng vệ cho bản thân và thứ hai nữa là cũng phòng vệ cho tất cả mọi người. Chúng tôi cảm thấy cũng rất là yên tâm khi mà chuẩn bị mùa hội lễ hội đã đến, thì cái việc mà đã tiêm được cho mọi người như thế thì cái tâm lý cũng như là cái sự an toàn để đảm bảo cho cái lễ hội diễn ra được tốt đẹp hơn, thuận lợi hơn. Hiện tỷ lệ tiêm hầu hết các mũi của Quảng Ninh đều đạt cao trên 99%. Đây là tỷ lệ được các chuyên gia đánh giá rất cao về mặt miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn còn trên 65.000 người chưa tiêm các mũi theo khuyến cáo. Trong khi đó, miễn dịch tạo ra do vaccine sẽ suy giảm dần theo thời gian, cộng với các biến chủng mới liên tục xuất hiện, vẫn là nguy cơ tiềm ẩn khiến dịch quay trở lại. Do đó, việc tiếp tục bao phủ vaccine cho các đối tượng chưa đủ mũi, trẻ đến tuổi tiêm chủng có ý nghĩa quan trọng trong phòng chống dịch. Ngày sau Tết Nguyên đán thì chúng tôi lại tổ chức tiếp tục những cái đợt tiêm tiếp theo. Về đối tượng thì tập trung từ trẻ từ 5 tuổi trở lên, các cháu học sinh và những người từ trên 18 tuổi trở lên mà chưa tiêm đủ mũi. Thì ngành y tế tiếp tục sẽ tham mưu cho ban nhân tỉnh chỉ đạo các địa phương rà soát lên phương án cụ thể để tự theo từng cái địa bàn, từng đối tượng để chúng ta có một cái lộ trình tiêm phủ cho những đối tượng từ trẻ em dưới 5 từ 5 tuổi trở lên. Đến các đối tượng, đặc biệt là tập trung các đối tượng nguy cơ, người cao tuổi và những người mà có những bệnh nền để đảm bảo cho an toàn. Hiện, trung bình mỗi ngày, Quảng Ninh ghi nhận chưa tới 10 ca mắc mới COVID-19. Tuy nhiên, để tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh như hiện nay thì vẫn cần sự chung tay của người dân, nhất là việc tham gia tiêm chủng đầy đủ các mũi vaccine phòng COVID-19. Năm 2022 là năm phục hồi tích cực của ngành du lịch. Các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng dịch vụ từng bước khôi phục hoạt động. Nhiều nhân lực du lịch bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch bệnh đã được tạo điều kiện quay trở lại làm việc. Để động viên người lao động gắn bó lâu dài với ngành du lịch, dịp Tết này các doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo tốt hơn cho đời sống vật chất tinh thần cho người lao động vui xuân đón Tết. Cân gạo, gói miến, chai dầu ăn. Những phần quà thiết thực đã được trao đến tay tất cả đoàn viên, người lao động, công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia. Cùng với đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động, năm nay đơn vị dành khoảng 800 triệu đồng chi thưởng Tết cho nhân viên. Tết sum vầy xuân gắn kết là hoạt động thường niên của đơn vị, chăm lo cả về vật chất và tinh thần cho toàn bộ người lao động, bao gồm cả người lao động nước ngoài, đón Tết ấm áp và đủ đầy hơn. Những hoạt động rất ý nghĩa, sự quan tâm chia sẻ của công ty với tất cả những người lao động nước ngoài khiến chúng tôi cảm nhận được sự trân trọng. Chúng tôi sẽ nỗ lực làm tốt nhiệm vụ, đóng góp vào mục tiêu phát triển của công ty cũng như ngành du lịch trong thời gian tới. Tất cả cán bộ, nhân viên, đoàn viên công đoàn của công ty là những người mà chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc, bởi vì họ chính là những người đã sản xuất ra, tạo ra lợi nhuận cho công ty. Chúng tôi cũng đã có những cuộc họp cũng như có những sự đề xuất với ban lãnh đạo công ty để tạo mọi điều kiện quan tâm đến người lao động cũng như là nói chung và trong dịp Tết nói riêng. Sự phục hồi tích cực của ngành du lịch trong năm vừa qua giúp khôi phục hoạt động của nhiều doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng dịch vụ, tạo việc làm thu nhập ổn định cho đội ngũ nhân lực du lịch. Đây cũng là điều kiện để các doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động vui xuân đón Tết, chăm lo tốt hơn cho người lao động. Năm nay thì ngành du lịch phục hồi, tôi và các cán bộ nhân viên rất là sự quan tâm của ban lãnh đạo khách sạn và tập đoàn. Các phần quà năm nay thì thật sự là to hơn rất là nhiều. Qua đấy thì tôi có thêm những động lực để tiếp tục làm việc và gắn bó với khách sạn và ngành du lịch. Căn cứ vào cái tình hình hoạt động kinh doanh của khách sạn thì năm nay mỗi cái phần quà của nhân viên, cái giá trị phần quà nó cũng lớn hơn và 100% nhân viên đều có quà và đều có thưởng lương tháng thứ 13 để đảm bảo kích lệ người lao động cống hiến cái sức của mình để cho cái ngành du lịch sang năm 2023 phát triển hơn nữa. Những quan tâm chăm lo của doanh nghiệp là nguồn động viên khích lệ người lao động có thêm điều kiện đón Tết Nguyên đán đầy đủ hơn và tiếp tục gắn bó lâu dài với đơn vị, với ngành du lịch. Chiều nay, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sapeco tổ chức chương trình Cùng nhau làm nên Tết, tặng 280 phần quà cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hạ Long. Mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng là nhu yếu phẩm cho dịp Tết.
mỗi người lao động cũng nhận thêm phần quà 500.000 đồng từ Liên đoàn Lao động tỉnh. Cùng nhau làm nên Tết là chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Tổng Công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sapeco tổ chức nhằm quan tâm chia sẻ, tôn vinh sự cống hiến của công nhân người lao động đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh, của đất nước. Tại Quảng Ninh, chương trình sẽ trao tặng tổng cộng 800 phần quà Tết cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đến hẹn lại lên, mỗi dịp giáp Tết, đi chợ hoa trở thành một nét đẹp sinh hoạt văn hóa của người dân mỗi độ xuân về. Năm nay, Hội Hoa Xuân trưng bày sinh vật cảnh tiếp tục được tổ chức tại quảng trường 30 tháng 10, thành phố Hạ Long, thu hút đông đảo người dân và du khách. Ghi nhận tại chợ Hoa Xuân những ngày này, tấp nập người tham quan mua bán. Nhiều bạn trẻ còn tranh thủ dịp này để check-in chụp ảnh với đủ sắc hoa xuân. Mình rất là thích tham gia những cái hội chợ Tết Xuân như thế này để cảm nhận những không khí mùa xuân đang về trên mọi miền Tổ quốc. Và đây cũng là dịp để mình và bạn bè lưu giữ lại được những khoảnh khắc cùng chờ đón mùa xuân để mong một năm mới đến thật là an khang thịnh vượng, thật là may mắn và tràn ngập niềm vui hạnh phúc. Hội Hoa Xuân trưng bày sinh vật cảnh Xuân Quý Mão 2023 có quy mô 200 gian hàng, bày bán hàng trăm loại hoa cây cảnh đặc trưng các vùng miền từ Bắc vào Nam. Giá các loại hoa nhìn chung không tăng so với năm trước, nhưng có chất lượng tốt hơn bởi thời tiết thuận lợi. Trong đó, những cành đào nhỏ rất hút khách, có giá từ 150.000 đến 200.000 đồng một cành. Các loại đào thế, đào cành hoặc gốc đào lớn có giá từ 1 triệu đến 5 triệu đồng tùy loại. Với các loại lan hồ điệp, hoa mai, cây cảnh cũng có nhiều mức giá, dao động từ vài trăm ngàn tới hàng triệu đồng một chậu, phù hợp nhu cầu của nhiều đối tượng khác nhau. Mình đã dành khoảng gần một tiếng để đi tham quan cái hội chợ hoa này. Và nhất là mình hôm nay mình rất là ấn tượng với cái hội chợ hoa lan đặc trưng trong cái khu này đây. Thì năm nay chắc chắn là mình sẽ mua một chậu lan về để chơi Tết cho cùng với gia đình. Thì vì riêng cái đặc điểm cái loài hoa lan này là về độ bền và cái không khí xuân nhìn nó rất là màu sắc, rất là tươi tắn. Được tổ chức thường niên mỗi dịp Tết đến xuân về, Hội Hoa Xuân trưng bày sinh vật cảnh không chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan mua sắm của nhân dân và du khách, mà còn là địa chỉ tin cậy cho những người trồng hoa cây cảnh, quảng bá sản phẩm, liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ. Tôi rất là thích là tham gia cái hội chợ hoa dưới này bởi vì là cái thứ nhất là nó quy củ, cái thứ hai là sức tiêu thụ rất là mãnh liệt. Năm nay chúng tôi mang xuống Hạ Long là tầm 500 cành đào. Đấy, rất là hy vọng tiêu thụ được hết. Người đi chợ hoa thì cũng đến ngày hôm nay cũng là rất là đông. Nhưng cơ mà người mua thì cũng bình thường, mọi người đi xem đi ngắm là chủ yếu. Cũng hy vọng là qua ông công táo thì mọi người sẽ đến thăm chợ hoa và mua hoặc là đi chơi ngắm nhiều hơn nữa để chúng tôi bán hết hàng và có một cái Tết ổn định. Hội Hoa Xuân trưng bày sinh vật cảnh Xuân Quý Mão năm 2023 diễn ra đến hết ngày 20 tháng 1, tức ngày 29 Tết. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới gần, các cơ quan chức năng của tỉnh đang tăng cường thanh kiểm tra với quan điểm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Huyện Ba Chẽ hiện có trên 700 cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm. Cơ bản các cơ sở đều tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Một số mẫu test nhanh thực phẩm đều âm tính với các chất gây hại. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp kinh doanh hàng hóa không rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ, bảo quản không đạt yêu cầu. Đối với những cái sản phẩm mà vừa được các cơ quan ban ngành đã góp ý thì tôi cũng sẽ rút kinh nghiệm và không nhập không bán nữa. Theo kế hoạch, từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 12 tháng 3 năm 2023, tỉnh Quảng Ninh thành lập 3 đoàn liên ngành đồng loạt ra quân kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại tất cả các địa phương trong tỉnh. Cùng với giám sát xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, việc tuyên truyền hướng dẫn cập nhật các quy định mới nhất về an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm cũng được đẩy mạnh. Một ngày chúng tôi sản xuất được khoảng 500 lít rượu. Trong quá trình sản xuất chúng tôi vẫn cố gắng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Còn nguyên liệu chúng tôi sử dụng trong sản xuất thì toàn nguyên liệu tự nhiên ở đây. Cùng với đoàn liên ngành của tỉnh, dịp Tết này các địa phương và các ngành chức năng cũng đã chủ động đẩy mạnh công tác kiểm tra xử lý. Trong đợt cao điểm dịp Tết Nguyên đán này, nhiều trường hợp đã bị nhắc nhở,
40 trường hợp vi phạm các quy định an toàn vệ sinh thực phẩm đã bị xử lý, phạt tiền trên 200 triệu đồng. Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, người tiêu dùng cũng cần thông thái lựa chọn những sản phẩm rõ ràng nguồn gốc xuất xứ, tem nhãn, bảo quản và sử dụng đúng cách. Hôm nay 23 tháng Chạp là ngày ông Công ông Táo. Đây là một trong những phong tục tập quán cổ truyền mang nét đẹp văn hóa của dân tộc. Vào ngày này, các gia đình thường soạn sửa mâm cơm, thắp hương tưởng nhớ gia tiên hướng về cội nguồn và phóng sinh cá chép để tiễn ông Công ông Táo về trời. Đã thành thông lệ, vào ngày này, gia đình bà Đoàn Thị Sáu, tổ 31 khu 4 phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long lại tất bật đi chợ từ sớm, mua thực phẩm và các lễ vật để cùng gia đình soạn sửa mâm cơm thắp hương tưởng nhớ gia tiên. Ngoài việc lựa chọn kỹ lưỡng và công phu các loại thực phẩm, đồ lễ không thể thiếu cá chép và vàng mã. Năm nào cũng đến tục lệ ngày 23 tháng Chạp là các gia đình đều đi ra chợ sắm các cái lễ vật rồi là về để thắp hương để tiện các ông bà trong một năm cũ và dọn một năm mới, coi như gia đình an khang thịnh vượng, con cháu đầy huề dọi dang, rồi là gia đình hạnh phúc, nó ấm đầy đủ. Ngày Tết ông Công, ông Táo từ lâu đã trở thành ngày truyền thống của dân tộc. Mặc dù xã hội ngày càng hiện đại, nhưng nhiều gia đình người Việt vẫn lưu giữ phong tục này như một nét đẹp văn hóa truyền thống. Đây không chỉ là dịp để các gia đình thể hiện tấm lòng thành kính hướng về tổ tiên, cội nguồn, mà qua đây còn là dịp để giáo dục, dân dạy con cháu hiểu về đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đồng thời, đây cũng là dịp để gia đình được quây quần đoàn tụ bên nhau khi Tết đến xuân về. Con rất thích ngày Tết ông Công ông Táo. Con được đi chợ cùng bà và được đi thả cá. Con hiểu hơn về Tết ông Công ông Táo và con mong muốn sang năm con có thể học giỏi hơn và có nhiều sức khỏe. Thì theo cái truyền thống thì năm nào 23 tháng Chạp cùng làm là dỗ ông Táo, là mình cùng báo công và mình cùng sám hối những cái điều gì trong năm mà mình làm chưa được. Tôi cũng từ đây mong ông Táo cùng về để báo thiên đình, là giúp gia đình những việc làm tốt và một cái năm mới sẽ mong cái sức khỏe, may mắn, tài lộc. Và đây cũng một cái mà để dạo cho con cháu là có cái truyền thống là về việc nhớ đến tổ tiên, nhớ đến cái ngày truyền thống của dân tộc. Tục lệ cúng ông Công, ông Táo mỗi vùng miền mỗi khác, nhưng tựu chung, dịp lễ này mang ý nghĩa cầu mong cho sự ấm no, đầy đủ và những điều tốt đẹp cho một năm mới sắp đến. Trong không khí chào mừng xuân mới Quý Mão, ngày mai Hội Nhà báo tỉnh khai mạc triển lãm sách, báo ảnh và không gian Tết Việt tại Cung Quy hoạch Hội chợ và Triển lãm tỉnh. Triển lãm có chủ đề Xuân trên đất Mỏ, giới thiệu quá trình phát triển và thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 18 tháng 1 năm 2023, tức là ngày 27 tháng 12 âm lịch. Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 1, Hội báo Xuân Quý Mão 2023 cũng sẽ khai mạc tại huyện Ba Chẽ với chủ đề Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng Đất nước đổi mới và Ba Chẽ hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Tới đây, chương trình thời sự hôm nay của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cũng xin được kết thúc. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.